đó mày. Trường mấy cây cây thứ hai các bạn, cây hai là nhỏ, cây này cây thứ nhất. Cây này cây thứ hai nha các bạn, cây thứ hai chịu lên mấy mấy cái nhánh này nhỏ. Cái này cao đúng không các bạn, cái này cao cả 15 mét các bạn, trên 15 mét. Nó giúp ở trên luôn đó. Nó tàn cũng khủng lắm. Cái loại bạch đằng này màu lớn mà. Đường dòng luôn mà.
chặt ốc mà quá cao rồi. Lên mé nhánh trước rồi xuống hạ gốc luôn nha các bạn, không có đó đốn đột nha các bạn. Cái này là có nghĩa là cưa mé nhánh cho nó gọn, không còn đột mà là lá nữa là xuống hạ gốc luôn, có mẫu á. Rồi đó bạn, rồi đó bạn. Khủng chưa? Hết và cái đầu mà là trượt xuống hạ gốc luôn các bạn, không có cầm kéo máy được nữa. Hai tuần nữa là xong rồi.
xa xa đây mới có thể kéo á. Rồi bắt đầu trường hả, gốc thứ hai các bạn. Cái này là chơi nguyên gốc khủng luôn à. Trời, vậy là đã xong cái gốc ở đằng thứ hai các bạn. Thank you.